bánh xèo, ai cũng biết bánh xèo hết, sao mà con bán rất nhiều. Trong hẻm ngồi đường hay là bán cả một cái hàng quán cũng có bánh xèo. Nhưng mà bánh xèo nó tốt vô cùng, nhưng riêng có một số người và một số căn bệnh thế này không ăn được bánh xèo, là người béo phì, tim mạch, trẻ em 10 tuổi trở xuống, lớn tuổi 60 tuổi trở lên, người có bệnh gút, người đau dạ dày, bị ngứa là không nên ăn bánh xèo. Bà con à, những người không ăn bánh xèo là những người béo phì, tim mạch, trẻ em 10 tuổi trở xuống, lớn tuổi 60 tuổi trở lên, bệnh gút, bệnh đau dạ dày, bị ngứa là vui lòng đừng ăn bánh xèo, để nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Chứ nếu ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe chỉ có xấu đi. Ngoài ra bánh xèo không ăn quá 2 cái đó. Còn những người trên thì kiêng, còn người dưới, người không có những bệnh trên thì ăn không quá 2 cái. 1 tuần ăn 1 lần là 2 bánh xèo đó. Bánh xèo không ăn quá 2 cái mỗi tuần, ăn 1 lần, mà 1 lần ăn không quá 2 bánh xèo nó chẳng tốt gì cho sức khỏe, vì mỡ dầu, vì nhiều thứ phụ niêm kèm theo không tốt cho sức khỏe. Cho nên ta ăn 1 tuần không quá 2 cái đó. Bà con liệu mà ăn hay ăn thứ khác cũng được, xèo, nghèo, xèo nghèo. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao chị xin chào.